Ok, thì đây chính là con Ford EcoSport sản xuất năm 2014. Động cơ là 1.5 các bác nha. Xe số tự động màu xám luôn. Đây. Biển số là biển số Bạc Liêu này. Biển số này thì là một chủ từ đầu các bác nha. Sử dụng rất là kỹ. Con này được gắn cảm biến lùi rồi. Cảm biến lùi. Tuy nhiên là chưa có camera lùi. Đặc biệt là cái dòng EcoSport này là không cần camera lùi các bác. Vì nó thân xe nó rất là ngắn. Rất là ngắn nha. Mà đi di chuyển rất là dễ dàng. Đây, bây giờ Hưng sẽ quay một vòng ở bên ngồi xe cho mọi người xem về cái nước sơn của xe. Nước sơn màu xám nhìn rất là đẹp. Và hầu như là chưa có vết cái trầy. Thật sự là những cái xe mà Hưng thu về thì không có những cái nhiều xe mà bị trầy nhiều các bác. Đấy, không bị trầy, không bị đâm đụng. Mua về là bán thôi chứ không có sửa lại nữa. Đấy, mua về là bán thôi. Lấy về là bán thôi chứ không có phải là đi tút lại. Các bác thấy không, nhìn xe còn nguyên si, không có phải là đi đánh bóng nữa. Đấy. Con này thì đèn nó là đèn halogen, không có đèn light ban ngày nha, có đèn sương mù. Đấy. Cứ tản nhiệt thì theo kiểu cách của cái con Ford là các bác biết rồi. Đấy. Đây thì cái nước rửa kính thì nó nằm ở đây. Đấy. Đó là ok. Gương này là gương chỉnh cơ các bác nha, có đèn light xi nhan ban ngày, có đèn light đèn xi nhan ở trên gương, tích hợp trên gương. Đấy. Tay nắm cửa thì cũng màu thân xe nước sơn. Đấy, bây giờ Hưng sẽ đi qua bên này một vòng bên này cho mọi người xem phía sau xe. Đấy, thấy chưa, hay là chắc chưa, rất là mới nha. Đấy, rửa ra mà đánh bóng nữa thì còn tuyệt vời hơn, nhưng mà mình không có làm như vậy, không có rửa. Rồi bây giờ chúng ta vào bên trong nội thất xem thế nào. Đây, nội thất câu này tắp bi cửa này, ghế là ghế da riêng theo xe, ghế da của con Ford EcoSport cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Đây là vô lăng của xe. Đấy. Bây giờ sẽ vào bên trong xe. Đấy. Chúng ta có một cái vô lăng ba cháu, nó khá là nó bị khóa lại rồi, thường làm cho nó khóa lại nó thẳng lại nhìn nó ok. Con này nói luôn nó là nó đi được 110.000, 11 vạn đấy. Đây thì xe không có tua lại các bác, không phải là mua xe về là tua lại để cho khách hàng mà người ta thấy được cái lô máy X thì người ta mua đâu, không có. Bây giờ không có làm như vậy. Nguyên riêng theo xe, xe nào mà chắc xe đẹp thì bên mới thu về. Táp lô này được gắn cái này nó thì nó sẽ còn rất là mới này. Đấy, nhiệt nó sẽ chịu tác động lên đây. Thì cái phần này, các bác nhìn cái phần này này. Cái phần mà điện trung tâm này, màn hình trung tâm này. Phần dưới này và những nút bấm này còn rất là mới, thấy không? Thấy không? Đấy, điều hòa cơ thôi nha. Con này hôm trước Hưng cũng có review một con rồi, nó 27. Đấy, bây giờ là con 24. Sinh này thì là sinh 2. Đấy. Hộp số là hộp số tự động. Đấy. Tắp bi cửa cũng khá là mới luôn, rất là nục. Con này được bọc trần rồi các bác nha. Con này là có đến 4 túi khí. Con này 4 túi khí các bác ạ. 4 túi khí. Hai túi khí trước và hai túi khí bên góc chữ B, cả cạnh B đấy. Này. Phần tắp bi cửa này quay khá là kỹ nha. Mỗi video của Hưng làm thì Hưng quay khá là kỹ tất cả các con xe. Rồi bây giờ Hưng mỗi ngày thường cho ra đó cũng một video, có thể là có ngày là không có. Ok, con này là 435 triệu bác nha, 435 triệu cho con Ford EcoSport 24. Đấy. À, bây giờ chúng ta đi quay thêm một con xe nữa, đó là con Ford Thunder. Đây là Honda Civic đời 2008. Giá là 335 triệu các bác nha. 335 triệu đời 2008. Civic số tự động. Động cơ là 2.0 màu đen, biển Đà Nẵng. Biển mới, biển Đà Nẵng đây thì các bác mà nào mà ở Đà Nẵng mà lái con xe này về đi thì cũng không cần phải bấm số lại đâu. Đây. Biển số 7 điểm cực kỳ đẹp luôn. Và Hưng cũng sẽ quay bên ngồi trước nha, rồi bây giờ Hưng sẽ vào bên trong. Đấy, hôm nay là sẽ có tổng cộng là 5 chiếc xe Hưng review. Đấy. Chúng ta sẽ có cái mâm rất là Honda Civic, rất là Honda Civic với cái thắng đĩa này rất là lớn. Con này mâm của nó là mâm 16 các bác nha,
sorry, con này không tìm thấy xong số mâm được. Thôi tạm thời bỏ qua cái vấn đề đó đi. Thì con này chúng ta sẽ có cái gì? Màu đen thì hơi đời 2008 thì có biết rồi. Đấy. Nó cũng hơi cũ tí thôi. Mình có thể về đánh bóng lại đúng không? Đây. Con này có cả miếng lùi này, có camera lùi này, thắng đĩa là trước sau này. Đấy. Phanh ABS đầy đủ. Chưa có hề có lỗi gì, đời 2008 chưa có lỗi gì gấp nha. Đây. Cái da là ring theo xe này. Đây. Mấy cửa rất là đẹp đúng không? Còn rất là mới. Chúng ta sẽ có cái gì? Có màn hình. Đây. Bấm tay chúng ta có hộp số tự động. Chúng ta sẽ có cái chìa khóa cơ các bác nha. Đấy, vô lăng thì chúng ta có như thế này thôi. Vô lăng của Honda Civic đời 2008. Đấy, bây giờ thì nó sẽ thay đổi nhưng mà vẫn giữ được cái nét của Honda Civic. Đấy, cái da 2008 thì mới biết rồi, mình xe để đi gia đình thôi mà. Đấy. Đời 2008. Đây. Con này có cửa sổ trời nha các bác. Đấy, cửa sổ trời. Đấy, trần thì là vải nha. Đấy. Phía sau hàng ghế thứ hai, da của nó là da màu xanh đen các bác nha. Đấy. Cái phần tắp bi còn rất là mới nha, hai bên đều rất là mới, cả bốn cánh cửa đều rất là mới. Chỉ có phần ghế da nó hơi bị xuống cấp tí thôi, nên là chúng ta về chúng ta lắp lại ghế da, chúng ta là bọc lại da. Xe này khá là ok. Con này là có xi nhan ở trên gương chiếu hậu bên ngồi xe nữa, được chưa? Gương ở chiếu hậu trong xe là chỉnh tay. Đấy, bình thường thôi. Phần này thì phần ok. Đấy. Nói chung là công năng đầy đủ hết, túi khí đầy đủ. Con này là có túi khí, hai túi khí. Con này có lẽ là hai túi khí, không rõ lắm. Ok, con này là 335 triệu các bác nha, 335 triệu. Đấy, 335 triệu cho một con Honda Civic đời 2008. Xe hương về thì ít có rửa, ý là không phải là mình gọi là mình trao chút rồi mình đánh bóng lại để cho khách hàng đến xem cho nó đẹp. Đấy. Đây là xe các bác thấy giá rất là tốt. Ok, 335 triệu các bác nha.